Tatiana, can you please promote Han Li? Thank you so much. Sure. So now you're also a co-host if you like to promote her as well. Okay. Yeah, thank you. Christian, I can only see one account of yours for some reason. Can you hear me? Yes. The other one is connecting somehow. Mm-hmm. I was connected, but I think it took me out. Yeah, I saw it for a while, but now it disappeared. Mm-hmm. So this is your computer, right? Yes. Okay, so once I see you joining by phone, then I will assign that phone account as an interpreter. I'm in. Can see you yet? Your name Christian? Yes. Oh yeah, yeah, I can see you now. Perfect. Okay. Okay. Just give me a second. Hello. Okay, I lost the other one. Yeah, Christian, yeah. So I assigned you as translator on the phone. Yes, and the other one. Oh, okay. No problem. No problem. Yeah, you should be able to record with the other one. All good. Mm-hmm. Okay, cool. Morning, Hanley. Morning, Hello. Hey, good morning. How are you? Good morning. For me, it's a convenient time, middle of the afternoon. Thank you for getting up so early. I like the morning, actually. I enjoy it, actually. It's okay. Yay. Yay. I'm sleepy. Yay. How are you, Sunam? Are you awake? I'm wide awake. Yeah. Hey, when you wake up, you're supposed to open both your eyes. Okay, I'll try. Okay. So I'm just going to follow you guys, okay? You tell me when to start, you tell me when to shut up, okay? I do a half hour of stupa, right? Yeah. Perfect. Thank you. Okay. And questions. I happy. Yeah, that's fine. Yeah.
That's okay with me. We have 2 more minutes. Mm. Yay. So last night I was doing China soft power till, I don't know, I got to bed around midnight, something. Uh-huh. But it was fun. We did a yoga class with weightlifting. It was fun. It was really fun. Power yoga. Yeah, we gotta find a nice name for it. Mm-hmm. Has the program a special topic or is it ongoing? It's mainly, that's a good question. I don't remember. Well, we're going through the Diamond Cutter business book, which I've never taught to anybody. Because I went into a 3-year retreat after I wrote it. And so I never really taught it to anybody. So, so that's what we're doing. Yeah. Yeah. Tatiana, are we ready? Yes, we should be. Hi, Tatiana. Hello, Geshe-la. Hi, Ula. Hi, Christian. Hi, Bertha. Hi, Bish. Hi, Jewel. So welcome everybody to our second Super Series. We have today as guest Geshe Michael Roach, and he will talk about famous stupas and steps. All right, you guys ready? Okay. So I'm going to show you guys a presentation, and here we go. And Geshe-la will try to talk slowly for the translators, right, Ula? Maybe. When I get excited, I start to talk too fast. Geshe-la sẽ cố gắng để nói chậm. Share my screen with you guys. Tôi sẽ share cái màn hình của tôi cho các bạn. Và bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu. I wanted to talk about 3 famous stupas that I visited in my life. And I think the first one was about 25, 30 years ago. And this is what got me really inspired about stupas at Diamond Mountain, because I don't know why, but I think human beings, they enjoy putting things on high places, you know. I don't know why, but they feels like they want tôi không biết vì sao. So, nhưng mà họ muốn đặt chúng lên cao, đặt những cái vật lên cao. Trong lịch sử, temples in high places in the world. Theo lịch sử thì thì mọi người sẽ để những cái bảo tháp ở trên cao. And 3 different places where I have visited stupas on mountains. And this is where we got a lot of the ideas. Đây là nơi mà chúng ta có nhiều ý kiến. And I'll be honest, có 3 ngôi chùa khác nhau và chúng tôi có nhiều ý tưởng. At the top of the highest mountain in Diamond Mountain. And then because of Dr. Wu, and because of all of our và vì Dr. Wu, Jenny Wong, Yali ở Taiwan, ở Đài Loan, and people in Japan, and people all và over the những world. Người ở Nhật Bản và tất cả mọi nơi người ở trên thế giới, ở châu Âu luôn, ở Moscow. All of you guys, such a strong response. To the fundraising. I was kind of a shock, you know. Tất cả các bạn rất là mạnh mẽ trong cái việc mà huy động tài trợ cho bảo tháp. We can do Dr. Wu's idea, which is 8 different stupas, one for each of the medicine Buddhas. There's 7 medicine Buddhas and Lord Buddha. And so I thought, wow. Tôi nghĩ là wow, và chúng ta có thể làm được điều đó. Some of the stupas I'm going to show you, it took 1,000 years. Và sẽ thực hiện theo thầy Vu là sẽ có 8 bảo tháp. So I think Suna
them can finish a little quicker than that. And Sunan sẽ nói nhanh. It's traditional to do a good job, and you know it's very difficult to build a stupa on a high mountain. And but we're gonna try. Okay, we're gonna try. So let's go first to. Và chúng ta sẽ cố gắng. And that's called Umeshan, and it's one of the four holy mountains in China. Each of those mountains is connected to a different bodhisattva, and Umeshan is. Umeshan. Thì ở cả hai phần cổ đạo và đạo Phật có 72 tu viện ở trên cái ngọn núi đó. Tôi đã thăm nó vào năm 2002 và tôi thực hiện khóa tu tĩnh lặng hai ngày ở đấy, ở cái núi Umeshan. Tôi cố gắng nhớ về đạo. Đây là một chuyến đi rất là hay. Đây là ngọn núi Umeshan này, nhìn như thế vậy. Và ở trên đây mình có thể nhìn thấy bảo tháp ở trên đỉnh núi. Nhìn nó rất là dễ. Nó khó không phải dễ. Ngọn núi này cao 13,099 mét. Oh, I'm getting some translator, you guys, on my channel. Okay. Sounds like Romanian, maybe. Is that okay? Can you guys fix it? Let's try. Okay, 3,099 meters. It's the highest of the four sacred mountains in China. Đây là ngọn núi cao thứ hai ở Trung Quốc. Rất nhiều các bạn biết về câu chuyện về ngọn núi Parapushan này. Và có một cái truyền thống ở Tây Tạng rằng là Ngài đã giác ngộ ở trên đỉnh núi này. Và Samantabhadra, một vài bạn chắc chắn đã biết là Ngài rất là nổi tiếng về sự cúng dường, là Ngài cúng dường với tất cả những cái bông hoa hồng, những cái bông hoa hồng tốt nhất trên thế giới. Và Ngài đã cúng dường với người thầy của mình. Nó rất là quý báu, là một nơi rất là quý báu, nên mình có thể tới thăm. Và mình rất là dễ tưởng tượng, và mình nhìn thấy là bầu trời bao phủ đầy là hoa, và khi mình ở đây thì mình rất là dễ chạm vào trên mây. Và có một ngôi chùa khác ở núi U Minh, núi Kim Cương, khoảng là 500 bằng một nửa so với cái chiều cao so với mức nước biển so với cái núi Mechan. Và nếu mà mình đặt bảo tháp ở trên đỉnh núi ở cái núi này thì khoảng 3,000 năm trước, có thể là chúng ta cũng có thể làm được. Chúng ta có một số cái máy mà họ không có, và tôi nghĩ là mình có thể đặt một ngôi chùa trên đỉnh núi Kim Cương. Đây là 3,000 năm trước. Một vài người nói rằng đây là ngôi chùa đầu tiên ở Trung Quốc khi mà Đức Phật mới tới Trung Quốc. Và trong truyền thống nói rằng là đây là một trong những ngôi chùa đầu tiên ở Trung Quốc được xây trên núi U Minh. Họ có thể xây được ngôi chùa lớn như vậy. Tôi chắc chắn ở núi Kim Cương chúng ta cũng làm được. Nó khó và có thể có nhiều rắc rối. It's not gonna be easy, you know. Nó sẽ không dễ. Tôi sẽ nói với bạn là ở Mỹ, tôi đã mua một cái cửa hàng cà phê nhỏ. Các bạn biết không, cửa hàng cà phê Bitchy. Nó nhỏ nhỏ. Nó được phép khoảng 20 người ở trong đó. Và tôi hỏi chính quyền địa phương là liệu tôi có thể có một cái họ tu viện ở đây không. Tôi đã trả rất là nhiều tiền, và nó cái đấy nó rộng khoảng có 3 mét và nó mất đến 8 tháng. So these local governments in America
Và đây là chính phủ địa phương ở Mỹ thì họ rất là khắt khe. Và núi Kim Cương thì ở bên cạnh. Một cái tượng đài quốc gia nổi tiếng. Có khoảng một vài trăm điểm nổi tiếng ở Mỹ và được chính phủ kiểm soát. Vì vậy chúng họ rất là khá khắc với chúng tôi bởi vì họ sợ là mọi người sẽ tới núi Kim Cương. Không muốn gì chúng tôi làm, bất cứ những cái bước nào mà chúng tôi làm, chúng tôi đều cần phải xin sự cho phép của những cái chính quyền địa phương, chính phủ quốc gia cao nhất. Chúng tôi có mối quan hệ tốt với họ và tôi nghĩ là chúng ta có thể làm được. Nhưng chúng ta không thể họ vội. Nếu mà họ nhìn thấy những cái người Phật tử ở đây, đây là một khu vực rất là Thiên Chúa giáo. Họ là những cái khu vực có những người Thiên Chúa giáo rất là bảo thủ. Chúng ta cần phải rất là cẩn thận và làm chậm. Nhưng mà chúng ta cần làm từ từ. Nhưng mà chắc chắn chúng ta sẽ làm được. Có thể là cái núi U Minh này 300 năm trước họ cũng bị cái vấn đề tương tự. Nhưng mà họ đã làm được. Có một nhà kiến trúc sư nổi tiếng mà không đi theo cái truyền thống lúc đó. Họ phải thay đổi cái kiến trúc của cái ngôi chùa để phù hợp với một cái khoảng không gian mà nó không bình thường. Vì vậy họ xây chùa và xây những cái tu viện ở xung quanh đá và họ thay đổi cái hình của cái bảo tháp phù hợp với cả cái tảng đá ở đó. Đây là cái phần tồi tệ nhất ở núi ở Yimeshan. Đây là những cái bước để lên trên đỉnh núi. Nó giống như là một con đường hành hương. Theo truyền thống, mọi người cần phải đi lên trên đỉnh và sau đó đi ngược xuống dưới. Tôi lười, mà tôi phải nói là tôi phải thú nhận là tôi rất là lười. Tôi đi xe buýt lên trên đỉnh. Có một cái xe buýt ở đằng sau núi. Mình có thể đi ngược ra đằng sau núi. Nó mất khoảng 2 đô. Và khoảng nửa tiếng nếu mà xe buýt nó không có ở đấy. Sau đó mình đi lên trên đỉnh núi, sau đó tôi lại đi xuống. Tôi đi xuống từ đỉnh núi. Khoảng 64.000 bước. 64.000 bước để chúng ta bước lên trên đỉnh từ cái ngôi làng ở phía chân núi. Và tôi đã đi khoảng 2 ngày. Nó cực kỳ là khó. Cái ngày nửa ngày cuối cùng tôi đi ngược lại. Bởi vì tôi phải quay ngược lại bởi vì đầu gối của tôi không chịu được nữa. Đôi khi là những cái bước này nó bị hỏng, nó bị vỡ. Về những cái bước này nó khoảng 2.000 năm rồi. Họ sẽ đặt những cái họ sẽ đặt những cái bậc thềm bậc này và họ sẽ gồ lên trên đỉnh núi. Tôi không biết tại sao tôi nghe nói những cái người ở những thời kỳ từ ngày xưa họ thì thấp hơn là những cái người con người bây giờ, nhưng mà những cái bước này thì lại cao hơn. Đối với tôi cao khoảng 2 mét, nhưng mà thực ra đối với tôi nó khó khi mà tôi leo lên trên núi. Và có thể là mất của bạn khoảng 2, bạn phải nghỉ 2 đêm. Thông thường thì mình có thể nghỉ và ngủ qua đêm. Và đây là một cái cơ hội rất là tuyệt đẹp. Mình nghỉ ngơi và mình có thể ở một cái tu viện ở địa phương, ở chính phủ cho phép. Mình cần phải đăng ký. À, mình có thể ở những cái ngôi chùa của đạo Lão hoặc là đạo Phật ở đấy. Và tôi nói là có khoảng 76 cái ngôi chùa trong chặng đường. Và rất là tuyệt vời nếu mà chúng ta có thể nghỉ ngơi và tận hưởng. Mình có thể thiền định hoặc làm những điều tương tự. Trải nghiệm của tôi là nó rất là quan trọng. Rất là tuyệt vời nếu mà mình có thể thiền khi mình đang leo lên trên đỉnh núi. Chúng tôi đang lên kế hoạch có thể để những cái phòng thiền ở mỗi một cái bảo tháp, giống như là chúng ta sẽ đi vòng quanh bảo tháp. Cái kế hoạch là bạn có thể dừng chân, có thể nghỉ đi vệ sinh, ăn uống đồ uống nước,
có một phố những người mà chăm sóc ở một cái những cái nhà trai nhỏ ở đó sẽ chăm sóc cho bạn. Bạn có thể thiền. Và cái chặn dừng chân thì nhìn như thế nào? Nhìn như thế ảnh. Đây là một tu viện nhỏ mà mình có thể dừng và có thể hỏi xin họ có một cái giường ở đây. Họ sẽ đưa cho họ sẽ cho bạn khoảng là 50 sen gì đó. Nhưng mà mình phải ngủ cùng phòng với cả khoảng 20 người nữa. Và chân bạn có thể bị sưng và nó hơi khó để ngủ. Nhưng mà nó rất là đẹp. Và chúng tôi muốn xây dựng tương tự, mình có thể ngủ. Mình không thể ngủ nhưng mà mình có thể dừng lại và mình ngồi thiền, có thể thư giãn. Tôi muốn nói rằng chúng tôi có những cái phòng thiền, bảo tháp và một cái trạm chăm sóc. Và có một cái đèn đi, cái đèn pin đi picnic. Đó là ở Umeshan. Tôi muốn cho bạn xem một điểm nữa. Mình hãy tới Indonesia. Đây là một cái ngôi sao thấp nhất đây. Đây là ở trung tâm của tỉnh Java. Là một cái khu đảo lớn, hòn đảo lớn ở Indonesia. Ở Indonesia thì có hàng ngàn hòn đảo. Và được gọi là Borobudur ở trung tâm Java. Mình nhìn thấy nó giống hơi khác so với bảo tháp. Nó có khoảng 24 cái bảo tháp ở trên đỉnh. Và có hơn 2.700 những cái chạm khắc ở những cái bề mặt của cái mạn Đà La này. Nó được xây dựng theo cái thiết kế của cái sự toàn Phật giáo toàn cầu. Nó có bốn cõi ở phía giữa và cái cõi vô sắc giới ở phía trên cùng. Và có 72 cái bảo tháp ở trên đỉnh. Chúng ta chỉ làm 8 bảo tháp mà thôi. Có những cái điều rất là thú vị với các bảo tháp này. Và họ có cái Phật bốn mặt ở phía trong. Và một vài những anh chàng thông minh, anh ta để những cái cánh cửa ở những cái bảo tháp đó. Và một cái bảo tháp này nó có khoảng 350 cái cửa sổ và mình có thể nhìn vào trong đấy để nhìn thấy một cái tượng bức Phật đang ngồi. Nó khá là vui. Nó rất là gần với nó gần mức mực nước biển. Cái nước, những cái đất ở Indonesia thì rất là thấp và được xây dựng khoảng 600 khoảng hơn 650 khoảng vài 650 năm sau công nguyên. Và nó chỉ cách mặt nước biển 250 mét. Và khoảng cách từ đỉnh đến chân là 150 mét. Let's take a look. Đây là ở trên đỉnh của bảo tháp này, rất là đẹp. Mình có thể nhìn thấy là một số bảo tháp nó được mở. Và tức bức Phật này thì nó khoảng gấp 2 lần người bình thường. Và bảo tháp này trông giống như vậy ở trên, khi mà ở trên đỉnh của Borobudur. Tôi nghĩ rằng là tôi không biết, có thể nó rất là thú vị nếu mà theo một cái phong cách của một đất nước khác. Có thể là tôi cần phải hỏi giám đốc của các nhà bảo trợ. Có thể là theo phong cách của Indonesia, một cái theo phong cách tràn Hàn Quốc. Nhưng mà bảo tháp thì tương tự, nhưng mà giống như là phòng thiền hay là phòng đông chùa. Cái này nó tới được ý tưởng về núi lửa. Nó được chạm khắc theo cái núi lửa. Và ở xung quanh cái bảo tháp này là những cái ngọn núi mà vẫn thỉnh thoảng nó vẫn phun lửa. Và gần đây, khoảng 10 năm trước, tôi làm việc với chính phủ của Indonesia. Họ hỏi tôi làm thế nào để có thể xác định một số những cái chạm khắc này.
mà tôi đã học khoảng 35 năm trước. Và họ hỏi tôi viết một số cuốn sách về về điều đó. Và lúc đó thì có một ngọn núi lửa. Rất là nhiều những cái bụi nó vẫn rơi xuống và mất khoảng 3 năm để họ có thể dọn sạch cái những cái bụi núi lửa đó. Và đây là một trong những cái chạm khắc. Nhưng tôi nói là có khoảng 2672 những cái bức chạm khắc này về. Và tôi sử dụng những cái chạm khắc này để xuất bản cái cuốn sách đó mà thầy U xuất bản. Được dịch với thầy U và tôi và Yan Tăng. Và chúng tôi đã dịch một số những cái câu chuyện về những cái mối tương quan về nghiệp. Nếu mà bạn làm điều này thì bạn có cái kia. Nếu mà bạn làm điều này thì bạn có cái kia. Và cuốn sách đó được nói về nghiệp. So we are working this month. Chúng tôi tháng này chúng tôi đang làm việc cùng với nhau. Geshe-la, your connection has dropped. Would you mind to repeat the last sentences, maybe the last three? Chỗ kết nối của chỗ thầy nó đang hơi có vấn đề, nhà mình kiên nhẫn một chút. Okay. Hi, I'm sorry. Yeah. Xin lỗi các bạn. The last three or four sentences. Okay, I'm sorry. I'm in Rimrock, Arizona. I contacted Elon Musk. He's going to start internet here. Tôi đã liên hệ với Elon Musk và anh ta nói là anh ta sẽ lắp đặt internet ở đây. Tôi rất thích những cái khuôn mẫu này bởi vì đây là có một cái câu chuyện rất là nổi tiếng. Chúng ta nói về là những vương miện của những về những con dao. Và người đàn ông trẻ này trở thành một người bán hàng. Mẹ anh ta nói với ta là không nên đi. Anh ta đặt lời cái mẹ của mình về xuống và anh ta đã tạo ra thứ nghiệp rất là lớn, rất là nặng. Sau này cái con tàu của anh ta bị vỡ và anh ta sống sót. Anh ta tới một ngôi đảo đặc biệt. Và trên cái ngọn đảo đó và có một cái vương miện nó đặt trên đầu anh đấy. Nó được làm bởi những con dao giống như bánh bay trực thăng thực chất. Cái vương miện của những cái con dao ở đây nó nhìn giống như một cái bánh xe. Và đây là câu chuyện. Và người đàn ông trẻ, tên của người đàn ông trẻ này là Mai Chi. Và câu chuyện này đã được dịch bởi thầy Shaggy, phó chủ tịch của DCI. Và thầy có một em bé gần đây. Và đặt tên em bé này là Mai Chi. Và em bé này được đặt tên theo cái bảo tháp đó. Tôi nghĩ đây là một sự hồi hướng rất là lớn khi mà đặt tên con của mình. Có thể là ai đi? Ai đó có thể sau này sẽ đặt tên con của mình theo tên của bảo tháp ở núi Kim Cương. Tôi thích cái bức ảnh về đứa cháu trai của tôi. Bởi vì tay của nó giống như là đang thiền. Nó khoảng là 2 tháng tuổi trên bức ảnh này. Nó rất là khỏe. Mẹ là Nur. Các bạn đã biết bạn ấy phụ trách gây quỹ cho DCI. A carving. Đây là cái bức chạm khắc ở khách sạn cạnh cái tượng đài đó, tại cái bảo tàng đấy. Có một cái khách sạn là thoải mái ở đó và cái nó khoảng cao khoảng 2 mét và nó hoàn hảo, hoàn toàn hoàn hảo.
Và tôi không thể nào tin được. Tôi tới gặp quản lý của khách sạn. Và tôi nói rằng là ai đã chạm khắc bức này vậy? Tôi cần phải mua thuê lại cái bức này cho núi Kim Cương. Chúng ta cần đặt một số bức chạm khắc trên bảo tháp giống như vậy. Chúng tôi muốn chạm khắc như vậy giống như là ở Bodo Bodo. Và anh ấy cười và anh ấy nói rằng là cái bức chạm khắc này được làm ở một cái máy laser trong có 2 tiếng. Anh ấy nói rằng là anh có thể thuê cái máy laser đó. Nhưng mà đấy là những cái đá rất là cứng. Và những cái chạm khắc này rất là hoàn hảo. Mình dùng cái tia laser. Mình sử dụng cái tia laser. There's a professor from Princeton. Ở Notre Dame có một giáo sư, ông ấy chạm khắc tất cả những thứ ở Notre Dame. Anh ta đã xây dựng Notre Dame và làm nó rất là hoàn hảo bằng cái máy laser đó mà chỉ trong một vài phút mình có thể làm tương tự. Tôi rất là ấn tượng. Cá nhân tôi nghĩ rằng chúng ta có thể làm tương tự ở núi Kim Cương và có thể đặt những cái bức chạm khắc đẹp. Mình có thể sao chép bất kỳ một cái điêu khắc nào trên toàn thế giới. Mình hãy cùng tới Ấn Độ. Đây là một trong những bảo tháp tôi thích ở Ấn Độ. Ở phía tây Ấn Độ, ở một cái bang gọi là bang Bunjarab, và ở một cái thành phố nhỏ là Bangkara. Tôi tới đó bởi vì Bangkara ở đây đấy có một cái ngành kinh doanh cắt chạm khắc kim cương, vì tôi đã thay tưởng tới đó để mua kim cương. Nó khoảng là 10 tiếng đi tàu hỏa từ Mumbai. Và đây được gọi là Palitana. Và đây là một bức vẽ bằng tay, tôi nghĩ là khoảng 200 năm trước. Là một nơi nổi tiếng để cho bảo tháp, bởi vì có 900 bảo tháp và chùa, hơn 900 bảo tháp và chùa ở Palitana. Thậm chí là khoảng 100 năm trước. Và rất là gần với những cái bảo tháp giống cái loại đá, nó giống như ở núi Kim Cương. Và những cái bước núi mà chúng ta cần phải trèo lên, và nó được xây dựng ở thời của Đức Phật khoảng 200 ngàn năm trước, được gọi là Shatrunjaya Hill. Shatrunjaya nghĩa là cho kẻ thù ăn, tương tự giống như các ngài A La Hán khoảng là 1050 năm sau công nguyên. Nó không quá cao, nó vẫn cao hơn núi Kim Cương khoảng 2221 mét khỏi với mặt nước biển. Tôi thích cái đặc biệt những cái ngôi chùa như vậy, chủ yếu đây là những cái ngôi chùa của đạo Jain. Họ nổi tiếng ở thời của Đức Phật. Nhà sáng lập của cái tôn giáo đó, Avinata, được coi là ông ấy đã giác ngộ trên cái ngọn núi này. Họ nổi tiếng cho những cái người của đạo Jain. Jain có nghĩa là trần trụi. Và ở những thời cổ, những cái người Jain, những cái nhà tu của đạo Jain là Bikambara. Họ mặc trời, họ coi trời là quần áo, có nghĩa là giống là họ đi lang thang và họ trần trụi. Họ tin rằng là những cái nghiệp xấu, họ ngăn cản những cái nghiệp xấu nó để nó trổ. Họ không tin, họ tin vào cái đạo phi bạo lực, vì vậy mà họ không mặc quần áo. Mình có thể vẫn có thể nhìn gặp một số bạn, một số người đó họ đi xung quanh và họ không mặc quần áo. Và họ rất là nổi tiếng, cái nơi đó rất là nổi tiếng trong cái doanh nghiệp kim cương, kinh doanh kim cương, bởi vì trong kinh doanh kim cương đó là cái cách, là đó là cách mà họ không muốn làm nông nghiệp, bởi vì họ sợ làm tổn thương những cái con vật, vì vậy mà họ buôn kim cương. Đây là những cái bước mà bước lên cái bảo tháp đó, một trong những cái bảo tháp. Và tôi đã bước lên nó khoảng 3 tiếng. Và bạn yêu cầu là bạn phải đi bằng chân trần, bạn không được phép đi giày vào trong cái ngôi chùa này. Và tôi nghĩ ở núi Kim Cương chúng ta nên cho phép đi giày đi lên núi.
But I had trouble with my feet for about. Tôi có rắc rối với cả chân của mình sau 3 tuần sau đó, nó rất là đau. Nhưng mà cái sự việc thiền ở trên đỉnh, đây là một trong những cái bảo tháp mà tôi tới. Và bảo tháp này nó là bằng đá màu trắng, đá cẩm thạch màu trắng. Và tôi tìm thấy ở trên đỉnh núi. Cái đá cẩm thạch trắng nó thực sự là rất là đáng, nó rất là vô cùng kỳ diệu cho việc thiền. Tôi đã thực hiện khóa tu 2 tháng ở đó. Và cái đá cẩm thạch đó. Cái đá cẩm thạch đó được gọi là Ammonic. Nó rất là đặc biệt cho việc thiền định. Nếu mà bạn có thể tìm thấy một đá cẩm thạch trắng, nó không phải là một trắng trong, mà nó hơi sáng một chút. Mỗi người nghĩ rằng là nó là màu trắng, nhưng mà khi mà bạn ở đó, thực ra là cái đá cẩm thạch trắng nó nhìn nó hơi xám, nhưng nó vẫn rất là kỳ diệu khi mà mình ngồi thiền. Nó có một số cái sức mạnh đặc biệt. Tôi tin cái đá cẩm thạch có một sức mạnh đặc biệt. Tôi đã thiền ở đó trong 2 tháng. Và nó rất là kỳ diệu. Điều cuối cùng, chúng ta sẽ tới Arizona. Chúng ta sẽ tới một nơi gọi là Arizona. Đây là nơi mà núi kim cương ở đây. Đây là núi của chúng ta. Tôi chụp bức ảnh này. Đây là một trung tâm tu học đẹp. Và núi cũng rất là đẹp. Núi này gọi là núi Makalu. Và đây là đặt tên theo cái vị giám đốc đầu tiên của núi Kim Cương. Chúng tôi đã thế chấp nhà của chúng tôi để mua núi Kim Cương, sau đó đã trả lại cho ông ấy. Nó cao, so với mặt nước biển nó cao khoảng 1.721 mét. Nhìn nó không to trong bức ảnh, nhưng mà thực ra nó rất là to. Khoảng 2 tiếng rưỡi nếu mà mình muốn trèo lên trên đỉnh núi. Tôi đã từng leo lên đỉnh núi đấy một lần. Sau đấy tôi thấy đã đủ rồi. Có một điều kỳ diệu. Đây là ngọn núi. Và ở đằng sau ngọn núi có một cái mỏ đá thạch anh, đá bảo thạch, đá cẩm thạch. Trong toàn bộ núi ở Mỹ thì có 2 cái mỏ đá cẩm thạch, một là ở ngay sau đằng sau núi Kim Cương và được tìm khoảng 1.500 năm trước. Họ sử dụng những anh chàng cao bồi thường đào cái đá ở đây, và bây giờ có một công ty rất là tuyệt vời. Chúng tôi có cái mối quan hệ, chúng tôi là hợp xóm với nhau. Thầy Gashi Michael đứng bên phải, thầy Tim đứng bên tay trái. One of the owners of the marble quarry. Ở giữa là một trong những ông chủ của cái mỏ đá này, mỏ đá cẩm thạch này. Chúng tôi tin rằng mình đủ may mắn trong tương lai có thể được bác Michael này giảng. Và chúng ta sử dụng đá cẩm thạch như thế nào khi mà mình xây bảo tháp. Nó khá là đắt, chúng ta cần phải gây quỹ. There's nothing in the world. Nhưng mà không có gì trên thế giới này mà so sánh được với việc thiền định ở trên đá cẩm thạch. Nếu mà chúng ta xây cái bảo tháp ở phía Tây, ở phương Tây, thì hãy làm cho nó thật đẹp. Nếu mà Borobudur mất khoảng 300 năm để hoàn thành, Umeshan khoảng hơn 500 năm để hoàn thành. Hãy tạo ra một thứ gì đấy có thể tồn tại khoảng hàng ngàn, hàng trăm, hàng thế kỷ. Và mọi người có thể sử dụng nó trong hàng rất là nhiều thế kỷ sau khi mà chúng ta qua đời. Và đây là điều kỳ diệu thứ hai. Chúng tôi đã tìm thấy một công ty kiến trúc sư vô cùng tuyệt vời. Họ ở thành phố rất là gần, ở phía nam của Arizona. Khoảng 2 tiếng, lái xe khoảng 2 tiếng từ Arizona, từ núi Kim Cương. Họ rất là cực, tất nhiên họ rất là nổi tiếng ở Trung Quốc. Họ xây dựng một vài cái tòa nhà nổi tiếng ở Trung Quốc.
Bạn biết phòng này là phòng gì không ạ? Đây là một khách sạn nổi tiếng. Và họ xây dựng cái phòng này là để hút xì gà. Chúng tôi nghĩ là mình chắc là cũng nên có cái phòng hút xì gà ở nơi Kim Cương. Tôi chỉ đùa thôi. Ở đây ở Côn Minh, ở phía Nam Trung Quốc. Họ đã xây dựng những cái tòa nhà ở Tứ Xuyên. Rất là nhiều những cái phức hợp ở Hồng Kông. Chúng ta rất là may mắn. Giống như là một điều kỳ diệu, một công ty kiến trúc tuyệt vời. Họ rất là họ quyết định là họ làm việc với chúng ta. Và Hanley đã và Sunam đã tìm ra họ. Và chúng ta có những nhà tài trợ tuyệt vời ở trên toàn thế giới. Bạn hiểu không ạ? Đây là một nhóm đặc biệt ở núi Kim Cương, núi điển hình, và bạn có thể tìm thấy các bạn ở các nước khác nhau, Trung Quốc, Nga, Mexico. Và đó chính là các bạn, các nhà tài trợ. Chúng tôi rất là tuyệt vời, có những cái nhà tài trợ tuyệt vời này. Gần đây, chúng ta sẽ sử dụng cái máy cắt laser, cái công nghệ cắt laser. Chị Hanley thì đang làm việc vào cái công tu đá cẩm thạch đó. Cũng có cái công nghệ đá cẩm thạch, công nghệ cắt laser đấy. Và có thể cắt được một cái bảo tháp, cắt một cái tòa bảo tháp hoàn chỉnh từ cái đá cẩm thạch. Thì các bạn kỹ sư, các bạn ấy đang cố gắng là tìm cách. Và thực sự nó rất là ngạc nhiên. Và nó không mất khoảng nhiều thời gian để cắt đá và đặt nó trên đấy. Có thể là mình cần phải thuê một con voi để vác lên đỉnh núi. Và đây là kế hoạch cho 8 bảo tháp đi lên trên đỉnh núi. Và họ giúp chúng tôi tư vấn mỗi một ngày với tất cả những nhà tài trợ và cả đội. Và chúng tôi đang có những cái tiến độ rất là tốt. Chúng ta đi không quá nhanh. Bởi vì đây là không phải một đất nước Phật giáo và chúng ta cần phải đi chậm. Cần phải mang những cái người ở trong chính phủ ở lên trên núi giúp họ hiểu những gì chúng tôi đang làm và họ cần sự hướng đốc của họ. Thì chúng tôi đang đi từ từ và sẽ thành công. Rất là cống hiến là chúng ta sẽ thành công. Đây là sự trình bày của tôi. Và đây sẽ là phần trình bày về cái bảo tháp thứ tư ở phía Tây, ở phương Tây. Cảm ơn thầy Genji. Tôi thích câu chuyện kể và giúp chúng ta hiểu. Thầy phát triển cái tầm nhìn về cái ngôi chùa và bảo tháp ở núi Kim Cương như thế nào. Và chúng tôi biết được cái lịch sử. Tiếp theo, chúng tôi sẽ cho bạn xem trình bày cho các cái số liệu đích thực. Những gì mà đã diễn ra trong những tháng và những ngày vừa qua với các nhà bảo tháp, và cũng là cái thời gian bạn có thể đặt câu hỏi. Khi mà chúng tôi phát trình chiếu, chúng ta có thể nghĩ về câu hỏi và hỏi thầy Geshi về bảo tháp mà thầy trình bày và về dự án này. I'm going to go back to you. Yeah, otherwise I cannot share. So, can you see? Các bạn có nhìn thấy không? Thank you so much, dear donor. Cảm ơn các bạn rất là nhiều, các nhà bạn tài trợ, các bạn, sự hào phóng của các bạn thật là đáng kinh ngạc. I took the numbers yesterday night, so it's. Tối hôm qua tôi trích xuất cái số lượng này, và đây là số thực tế mà chúng ta có. Thông qua chúng ta đã có thể quyên góp được 1.665.600 đô tính từ tháng 4 năm 2021 và 5 sen. Có rất là nhiều nước đã cũng tình nguyện và cam kết. Đài Loan đã cam kết 2 bảo tháp mỗi và sẽ cam kết là sẽ quyên góp khoảng 5 triệu đô. Và họ được so far họ đã quyên góp được 677.644. Singapore cam kết 1 bảo tháp và đã gây quỹ được 342.000 đô. Malaysia 1 bảo tháp với 244.911 đô. Sau đó, bởi vì
tất cả những cái bảo tháp đã có cái nước mà lấy những cái nước khác tề tụ với nhau và họ cũng muốn đóng góp vào bảo tháp. Và tất cả các những cái nước khác mà không được đề cập ở đây, họ tổng hợp lại và muốn có một bảo tháp và được gọi là tờ Samde. Họ cũng tính rất là nhanh và là 195.288 đô. Thầy U, nhà tài trợ chính của chúng ta và lực lượng mà chèo lái đã quyên góp được 156.520 đô. Và Nhật Bản được 48.388 đô. I don't know, I'm always speechless. Tôi luôn luôn không nói lên lời. Nếu mà tôi nói với các bạn những cái con số này, chúng tôi rất là khiêm nhường với những cái nỗ lực của các bạn mà các bạn chia sẻ cái tầm nhìn này với chúng tôi. Và chúng tôi muốn xây dựng những cái bảo tháp tuyệt vời này, không chỉ ở những cái bảo tháp này mà chúng ta cần muốn mang được cái ý tưởng là mang đạo Phật tới phương Tây, thì nó còn đáng ý nghĩa hơn là cái việc xây bảo tháp. Nếu bạn muốn nhìn chi tiết, tôi sẽ không gọi tên mỗi một nước. Ở trên website có bạn sẽ tới cái website update về bảo tháp, mình sẽ tìm thấy các chi tiết ở đây và tất cả các cái số chi tiết. Và một cách hạnh phúc tôi muốn they made up a own country because New York is the city, but it's really all over the world, so it's really là tất cả các nước trên thế giới. So next is Han Lee taking us. No, next are expenditures. We spend a little bit of your money, so chúng tôi tiêu một ít tiền của các bạn. Như thầy Gashi nói rằng là chúng tôi muốn có một cái dự án rất là tốt. Chúng ta cần phải bởi vì mình phải thuê kiến trúc sư, phải chúng ta cần tiền để chúng ta thậm chí để có thể bắt đầu cái dự án. Vì vậy trước khi mà chúng ta có thể xây dựng, và chị Henley sẽ trình bày. 2728 đã xây dựng cho cái quản lý nhà tài trợ hay là phí quản lý. Đây là tổng số cho toàn bộ dự án. The translator begging you to slow down. Okay, thank you. Take a deep breath. Passion carries me away. Sorry, guys. Okay, the credit card and bank fees have chi phí thẻ tín dụng và phí ngân hàng cho những phương giao, bởi vì chúng tôi nhận được rất là nhiều cái sự hỗ trợ từ các bạn về mức cái phí ngân hàng khoảng 24.000 đô và 2% đó vào trong cái quỹ để có thể duy trì núi kim cương ở trong tương lai. Project line and what happened. Và đây là những cái mốc thời gian cho bảo tháp. Chúng tôi bắt đầu nghĩ rất là nhiều năm trước, từ năm 2018, trước khi tôi tới. Đó là khi rất là nhiều cái kế hoạch kinh doanh và kế hoạch suy nghĩ để khi mà giữa năm tháng 2019 đến năm 2020 là khi chúng tôi thực sự là chúng tôi đặt tất cả những ý tưởng với nhau, bởi vì rất là nhiều những công việc đã làm để có thể bắt đầu. Và đó là khi chúng tôi bắt đầu chính thức gây quỹ và bắt đầu tìm những cái nhà kiến trúc sư tốt nhất chúng tôi có thể tìm kiếm. Và chúng tôi đã phỏng vấn 4 công ty kiến trúc sư lớn, những cái hãng quốc tế nếu mà họ muốn tham dự vào dự án này, thậm chí là một cái công ty lớn họ cũng nói là họ không biết, một số công ty như vậy. Và cuối cùng có một cái công ty
mà nó phù hợp với cả cái giá trị của chúng tôi, bởi vì họ quan tâm tới đất như chúng tôi quan tâm. Họ thực sự họ hiểu những gì mà chúng tôi muốn làm và có những cái nỗ lực rất là lớn tới đây, quan sát mọi thứ và nói với chuyện với chúng tôi và dành hàng giờ đồng hồ nói chuyện với chúng tôi mà những cái điều mà họ muốn đạt được. Và chúng ta rất là may mắn, chúng tôi đã tìm được công tư kiến trúc sư, họ rất là gần, làm cho mọi thứ nó ít phức tạp hơn. Và những gì mà chúng tôi nói và họ hay là những cái giấy phép, họ biết cách làm thế nào để có thể lo liệu. Và đồng thời chúng tôi cũng bắt đầu xây dựng mối quan hệ với cả cái mỏ đá cẩm thạch đó. Họ là những người rất là tuyệt vời, họ rất là phấn khích về khi nói chuyện với chúng tôi. Và họ có một vài cái mỏ đá trên cẩm thạch trên toàn thế giới, và họ sử dụng những cái mỏ đá cẩm thạch, thậm chí họ mang mỏ thạch từ Bồ Đào Nha. Và nói chuyện với họ về những gì mà chúng tôi muốn đạt được và làm thế nào có thể cắt được cái đá cẩm thạch đó từ cái ngọn mỏ đá đó. Khi mà chúng ta có thiết kế và có cái kế hoạch tuyệt vời này, chúng tôi cho họ xem, và sau đó họ bắt đầu họ nghĩ làm thế nào để có thể lấy được cái đá cẩm thạch từ núi đặt lên trên một cái xe tải lớn. Họ cần phải mang nó lên đó, sau đó họ phải mang lên núi. Nó rất là, đấy là một cái câu chuyện rất là dài và rất là phức tạp. Nhưng mà mọi người không thể đợi trước khi mà nó đợi để bắt đầu. Bây giờ chúng ta đang ở năm 2021, khi mà chúng tôi đã gặp cái mỏ đá đấy một vài lần. Kiến trúc kỹ sư của họ bắt đầu đang lên kế hoạch làm thế nào có thể đặt các bảo tháp cạnh nhau và với nhau, lắp ráp với nhau. Và có thể tuần sau họ sẽ trình bày cho chúng tôi. Và họ cũng đang có cái bản thảo đầu tiên về cái bản kế hoạch tổng thể. Và họ sẽ thuyết trình trên toàn bộ cái hội đồng của chúng tôi và sẽ tiếp tục suy xét thêm. Và trong tháng, có thể là trong vài tháng sau đó chúng ta có thể bắt đầu nghiên cứu và xin giấy phép và làm cho tất cả những điều này nó có thể xảy ra. Và hy vọng rằng nó sẽ đi theo kế hoạch. Chúng ta sẽ bắt đầu có thể kế hoạch làm thế nào chúng ta có thể đặt tất cả những cái đá đó với nhau, có thể 2022, cuối năm 2022 hoặc là đầu năm 2023, chúng ta có thể đặt móng. Cảm ơn cô Suna. Câu chuyện về cái bức ảnh này tôi muốn nghe. Bạn thấy đây là những cái nhà kiến trúc sư ở cái mỏ đá đó. Tôi có một câu chuyện là tôi tới thăm một chủ khác, và tôi giải thích với anh ta những gì mà chúng tôi muốn làm. Chúng tôi không hề ngạc nhiên, và anh ta biết là những gì sắp tới, anh ta hiểu về kế hoạch và giúp chúng tôi, thậm chí là có thể giúp họ mở đường để có thể mang tất cả những thứ đấy trên đó. Và anh ta rất là phấn khích, anh ta rất là cao. Anh ta nói ra là mình cần phải cái mỏ đá đấy và lấy khẩn đá ra. Tôi nói rằng là không, tôi sẽ trả tiền cho anh ta. Không cần, anh chỉ cần trả cho cái xe tải thôi. Và tất cả những gì mà tôi làm, chúng tôi đã tới đó. Và chúng tôi chọn những cái mỏ, đặt những cái đá cẩm thạch đó. Và có những cái đá cẩm thạch có những cái kích thước khác nhau với cái xe tải họ mang tới núi Kim Cương, và đặt những cái khối đá cẩm thạch đó. Và bạn có thể nhìn thấy các cái vị kiến trúc sư đang đứng cạnh hai cái đá cẩm thạch đấy, để mọi người có thể nhìn thấy cái đá cẩm thạch, họ có thể chạm vào đá cẩm thạch, có thể nhìn thấy cái chất lượng của đá cẩm thạch đấy. Đây là một cái loại chúng tôi mua một cái loại khác, và đây thực sự là một cái phần rất là tuyệt vời. Nếu mà bạn tới đây vào khoảng nửa cuối của năm, bạn có thể nhìn thấy cái đá cẩm thạch nó trông như thế nào. Bởi vì nó hơi là khó khi mà mình có thể tới mỏ đá, bởi vì mọi người thấy là tất cả mọi người đều mặc những cái nũ. Vì vậy tôi đang nghĩ là mang hai cái tấm đá cẩm thạch này tới núi Kim Cương, để mọi người có thể sờ vào cái đá cẩm thạch đấy, để xem là cái chất lượng của cái đá cẩm thạch mà chúng ta sẽ sử dụng để xây bảo tháp ở núi Kim Cương. Cảm ơn cô Hanley.
Cảm ơn thầy Geshi. Nếu mà chúng ta có bất kỳ câu hỏi nào, mình thoải mái có thể đặt câu hỏi ở trong phần câu hỏi, trong phần hộp hỏi đáp hoặc là trong phần hộp thoại. Oh, these are Chinese. Would need to ask Ola to translate it for me. One second. I don't see any questions. That's it. Yeah, if Chinese translator can translate, that would be good. Yeah. Yeah. Okay, here's a question, you guys. Câu hỏi là có rất là nhiều bảo tháp trên thế giới được xây ở trên. Đâu là cái động lực khi mà chúng ta sẽ xây một cái bảo tháp ở trên núi kim cương? Grandpa? Please do. Okay, Grandpa. It's my experience. You know, I used to talk to my teacher. Tôi từng nói với người thầy của mình. And we used to talk, và chúng tôi sống với thầy trong 30 năm. And I was a hippie. Hippies don't like money. Và tôi từng là một người hippie. Người hippie thì không thích tiền, không thích kinh doanh. He said, let's build a temple. Và ông ấy nói rằng là hãy xây một ngôi chùa. Ông thầy của tôi nói xây một, và tôi nói rằng là không, chỉ là tốn rất là nhiều tiền mà có rất là nhiều rắc rối, rất là nhiều công việc. Nếu mà chúng ta xây tiền thì xây chùa thì không có thời gian để đi thiền, và tôi phản đối ý tưởng này. Sau đó chúng tôi đã có một cái thảo luận rất là dài. Cuối cùng thầy nói với tôi rằng hãy nhìn này, chùa thu hút mọi người. Những cái ngôi chùa được đối chủ ở những cái ngôi chùa thật và những cái bảo tháp thật, nó ở đó, nó không nói chuyện. Trong hàng trăm năm nó ở đó, và mọi người tới và gặp tới thăm chùa. Và tôi nghĩ bảo tháp ở núi kim cương này sẽ là một nơi nổi tiếng chúng ta có thể để thăm. Và tôi phải nói khi bản thân tôi trở thành Phật, bởi vì tôi đã tới thăm chùa, tôi không có bất kỳ một ý tưởng nào có thể trở thành một Phật tử. Tôi từng nghĩ về điều này, và tôi nghe về câu chuyện về một vài ngôi chùa ở Ấn Độ. Và khi tôi là một người dân hippie, tôi từ đó đi đeo tay ba lô. Henley, hãy đoán xem là cái giá khi mà tôi tới ở bảo tháp khoảng bao nhiêu tiền? Chỉ có 50 sen thôi. Và mình ngồi ở trên một giống như là ngủ ở trên một tấm chiếu, thậm chí là không hẳn là giống như là một cái võng vậy, và nó có những cái con bọ trên giường. Bản thân tôi trở thành một Phật tử bởi vì tôi đã thăm một ngôi chùa, và tôi nghĩ cá nhân tôi rất là cẩn thận không sở hữu quá nhiều thứ. Nhà tôi thì rất là nhỏ. Tôi nghĩ những cái đồ vật lý thì sở hữu vật chất thì nó gây rắc rối, nhưng mà tôi nghĩ là nếu mà chúng ta xây một cái ngôi chùa, một bảo tháp đẹp ở một đất nước mà không hề có đạo Phật, không ai lớn lên làm trở thành đạo Phật mà ở đất nước này, nhưng đây là một đất nước giàu có nhất trên thế giới và là một trong những đất nước lãnh đạo trên thế giới. Và tôi nghĩ rằng là nếu mà chúng ta đặt bảo tháp chỉ đặt ở Mỹ thì những cái người trẻ như là thầy Geshe Michael 100 năm trước, họ sẽ tới và gặp thăm cái bảo tháp này. Họ sẽ bắt đầu có thể là học cái chương trình của chị Hanley. Họ sẽ hỏi đội của chị Hanley, bạn thiền như thế nào? Và theo cách này, tôi nghĩ
bảo tháp thực sự sẽ giúp đỡ mọi người. Và đây là động lực của tôi. Hanli và cô Sunam còn điều gì muốn bổ sung không? Tôi nhớ khi lần đầu tiên thầy cho tôi xem cái ý tưởng của cái việc mà xây dựng về bảo chùa hoặc là bảo tháp này. Đối với tôi, nó kích hoạt cái động lực của tôi cho nói về cái phượng hành hương nhiều hơn. Đó là một nơi mà là một nơi hy vọng khi mà mọi người có thể tới khi mà họ có rắc rối, giống như là họ có thể giải quyết vấn đề và tìm đến một cách hướng khác và tìm thấy năng lượng để có thể nghĩ về vấn đề từ một cái khía cạnh khác, và hy vọng rằng là chúng ta có thể trao cho họ tri thức để họ có thể giải quyết cái vấn đề của họ, với giống như là tri thức về nghiệp hay là về tính không. Đối với tôi, rất là nhiều, nó thực sự là nó là một nơi kỳ diệu. Nó không cần phải nghĩ bàn, và đồng nghĩ tình nguyện viên đã tới đây họ có cái trải nghiệm đó và thực sự là làm cho họ chiêm nghiệm nhiều hơn và học. Và điều này là một điều quan trọng để cần chúng ta sẽ làm. Và tôi nghĩ rằng nhờ việc phát triển cái kế hoạch này về tất cả những cái bảo tháp này, thậm chí nó còn kỳ diệu hơn. Và động lực của tôi là mang nhiều người tới đây để họ có thể trải nghiệm về nó và làm cho cuộc sống của họ tốt hơn và làm cho cuộc sống của nhiều người tốt hơn. Đó là chính là kết quả của cái điều này. Tôi có một câu hỏi ở đây từ cô Jenny. Cô Jenny là một giám đốc tuyệt vời ở DCI Singapore và ACI. Cô là một người rất là năng nổ và tuyệt tuyệt, gây quỹ rất là nhiều lần, giống như là những cái con đường ở núi Kim Cương. Đội ngũ của cô, đội ngũ ở Singapore, Malaysia và Indonesia, họ gây quỹ rất là nhiều, rất là nhiều quỹ dành cho núi Kim Cương ở trong quá khứ. Và cô và một người khác đặt câu hỏi, làm thế nào chúng ta có thể giúp những người tài trợ, bạn ở Singapore, hay là mình ngồi ở Kuala Lumpur, hay là mình đang ngồi ở Surabaya. Tại sao chúng ta lại nên, thật ra là những cái người tài trợ ở những cái nơi đó lại nên là đóng góp cho cái bảo tháp ở phía phương Tây. Tôi nghĩ có hai lý do, bởi vì là trung tâm tu học núi Kim Cương không phải là của người Mỹ, được chưa? Nó ở Mỹ, nhưng mà nó không phải là của người Mỹ. Nó chính là trung tâm tu học của các bạn. Trung tâm tu học nó này được xây dựng bằng tất cả những học sinh trên toàn thế giới, Úc, châu Á, thậm chí là ở Trung Đông, thậm chí là châu Phi. Tôi cảm thấy núi Kim Cương không phải là của phương Tây, không phải là của Mỹ, mà là thuộc về toàn thế giới. Và đây là một nơi tuyệt vời. Chúng ta tới đây và thiền định. Tôi tin rằng mỗi một người trên thế giới, thậm chí là những người kinh doanh, họ nên học cách làm thế nào thực hiện các khóa tu. Đây là một nơi tuyệt vời để học làm thế nào có thể tu tập. Nếu mà bạn bao gồm cả khóa tu của tôi, mọi người thực hiện 6 năm, có những cái khóa tu sâu 6 năm, mọi người tu ở đây. Và đất ở núi Kim Cương này bây giờ rất là đặc biệt, rất là kỳ diệu. Và tôi nghĩ đấy là một lý do. Và tất nhiên, những cái người ở phương Tây sẽ tới đó và họ sẽ bị thu hút để học đạo Phật. Và tôi nghĩ nếu tôi sống ở Singapore hay là Đài Bắc hay Tokyo, thì đây là đề nghị cho những cái người mà chưa biết gì về đạo Phật. Nếu mà chúng ta đặt bảo tháp ở đó, thì những cái người trẻ họ sẽ tới. Bây giờ có một nhóm người trẻ ở núi Kim Cương, tôi học họ từ tháng tuần trước. Họ khoảng 25 tuổi, thậm chí tôi không biết 25 tuổi thì nghĩa là gì.
khi tôi nói với họ, tôi giống như là tôi nói chuyện với cả Martian, họ rất là trẻ. And they have such a good heart. Và họ có một cái trái tim rất là tốt và họ đang học tập đạo Phật bởi vì Núi Kim Cương. Và tôi nghĩ đây là hai động lực. Một là đây không phải là trung tâm tu học của nước Mỹ mà là của thế giới, và đội của cô Jenny và những đội ở Đài Loan, đội của cô Yao Li, họ đã giúp đỡ rất nhiều, thầy U đã giúp đỡ rất là nhiều để xây dựng Núi Kim Cương. Đây là trung tâm tu học của thế giới, đây là trung tâm tu học của các bạn, chúng tôi chỉ chăm sóc cho nó mà thôi. Maybe there I can combine three questions into one question. And tôi có thể tập hợp ba câu hỏi thành một câu hỏi, và đây sẽ là câu hỏi cuối cùng. Khi bảo tháp là sự đại diện của Đức Phật, thầy có thể giải thích thêm được không? Và cũng nói về câu hỏi đâu là sự khác biệt giữa bảo tháp và chùa. Wow, who's going to answer this question? Okay, I'll try. Tôi sẽ cố trả lời câu hỏi này. I'll tell you something interesting, okay? Tôi sẽ kể cho bạn một điều rất là thú vị. I don't have the photo right now. Bây giờ tôi không có bức ảnh nào ở đây. Why we have medicine Buddha practice? Why we Tại sao chúng ta lại thực tập Phật thực sư? Tại sao chúng ta lại khóa tu Phật thực sư? Tôi sẽ kể cho bạn một điều rất là thú vị. Một vài người Phật tử, có thể là khoảng hơn 1.000 năm trước, và lúc đó Afghanistan, Pakistan, Kazakhstan, Kashmir, Nepal, Bhutan. Đây đều là những cái nước đạo Phật. Và lúc đó, từ thời nhà Đường, 600 năm trước đã lan rộng khắp châu Á. Và thân lúc đó, một nửa thế giới là đạo Phật, là một đất nước của đạo Phật. Và ai đó ở Afghanistan họ đã xây được một bảo tháp. They just get the rock. Và họ chỉ lấy những cái khối đá và họ đặt những cái khối đá cùng với nhau và xây lên bảo tháp. In the middle. Và ở trung đông. They put a special empty place. Họ đặt một cái khoảng không và ở trong đó. Okay. Họ đặt cái bản kinh dược sư, bản kinh bằng từ sư bằng tiếng Phạn. Họ đặt bản kinh dược sư bằng tiếng Phạn ở cái giữa trung tâm đấy. Tôi quên mất cái bản thảo đó. Different script. Một cái bản thảo khác. Và đó là lý do tại sao chúng ta đã có cái tiếng Phạn. Đó là cái bản sao chép duy nhất trên thế giới. Inside of that stupa. Okay. So tới từ sau trong cái bảo tháp đấy, và theo truyền thống ở trong bảo tháp we will put something from Buddha's body. Chúng ta sẽ đặt một điều thứ gì đấy từ cơ thể của Đức Phật. Thứ gì đó từ lời nói của Đức Phật và từ tâm trí của Đức Phật. Chẳng hạn, cho thân, chúng ta sẽ đặt một chút giống như là tóc của một người thầy vĩ đại hay là móng tay của họ ở trong bảo tháp của Núi Kim Cương. Sẽ là răng của thầy tôi. Khi mà thầy tôi đi gặp nha sĩ và ông đã có một cái răng đấy, và chúng ta sẽ đặt nó ở trong bảo tháp của Núi Kim Cương. Chúng ta đã có thân Phật. Sau chúng ta sẽ đặt một bản kinh nổi tiếng ở đấy, giống như là bản kinh dược sư. Đó chính là khẩu ý của Đức Phật, và cái hình dáng của cái bảo tháp đó nó tượng trưng cho ý của Đức Phật, tâm trí của Đức Phật. Và bảo tháp tượng trưng cho sự hiện diện vật chất và lời nói và suy nghĩ của một Đức Phật. Và chúng ta cần phải giảng dạy và đào tạo những cái người tới đó cái ý nghĩa đích thực của bảo tháp chính là tính không. Ý nghĩa của nó chính là tính không. Bây giờ
tôi đang viết bản kinh của chính bản thân tôi, được gọi là bản kinh hai người chồng trong bếp. Husband is yelling at you. Có một người chồng la mắng bạn ở trong bếp. It looks like he's in a bad mood. Giống như là anh ấy đang ở trong cái tâm trạng không được tốt. Chúng ta đều biết, nếu mà bạn có chồng, vợ chồng bạn đều biết điều này. It looks like they are... Giống như là họ bực mình, họ tức giận với bạn, nhưng thực chất there's no husband in the kitchen. Không hề có người chồng nào ở trong bếp who is not coming from you. Mà không tới từ phía bạn. Emptiness. There's no và đó là tính không. Không có người chồng nào la mắng bạn trong bếp who is not coming from you. Mà không tới từ phía của bạn. Và đó là tính không. Và bạn có thể tạo một cái bảo xây một cái bảo tháp để có thể chúc mừng cái hành động của người chồng ở trong bếp. Khi mà nhìn cái bảo tháp đó, mình phải nghĩ về tính không. Tính không có nghĩa là không có người chồng nào ở trong bếp la mắng bạn mà bạn không tạo ra cái người chồng đó. Thực sự khi mà mình nhìn thấy bảo tháp, mình phải là một người tốt hơn mà phải nghĩ về tính không và hạt giống. Khi mà mình nhìn về bảo tháp và ai đó hướng dẫn bạn về mục đích của bảo tháp đó là gì, mình cần phải nhớ không la mắng lại người chồng trong bếp. Mình có thể la mắng vợ mình ở trong bếp, nhưng mà không phải là chồng mình. Tôi chỉ đùa thôi. Thank you so much, Geshe-la. Thank you all for being. Cảm ơn thầy Geshe-mekun. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian với chúng tôi có những câu chuyện tình với cả người ở với người ông quý báu. Cảm ơn tất cả các cái nhà tài trợ tốt bụng. Tôi muốn cảm ơn Hanley và cô Sunam. Chúng tôi gọi dự án này có một cái tên đặc biệt ở trong đạo Phật, được gọi là cưỡi một con hổ. Mình có thể đi rất là nhanh, nó là nghiệp rất là tốt, nhưng mà rất là khó và rất là nguy hiểm. Giống như là mình có thể có bị rất là bị đau đầu rất là nhiều người sẽ chỉ trích bạn. 10 nhà tài trợ lại có muốn có bảo tháp 10 màu khác nhau. Mình đã bắt đầu 10 năm làm công việc rất là chăm chỉ. Và tôi rất là muốn cảm ơn các bạn vì trách nhiệm của các bạn, và tôi còn rất là biết ơn. Thank you so much for being with us. Cảm ơn các bạn đã ở đây với chúng tôi. Và rất là thú vị. Rằng vào tháng 6, chúng ta sẽ có các cái bạn kiến trúc sư và họ sẽ cho chúng tôi kế hoạch tổng thể và đâu là ý nghĩa của nó. Bởi vì có rất là nhiều tất cả những cái chi tiết về bảo tháp. Chúng ta có thể tìm thấy tất cả những cái cập nhật trong một vài ngày tới trên trang web diamondmountain.org/stupa-update. Và cũng có thể tìm thấy cái số liệu mà chúng tôi được trình biểu ngày hôm nay, và cái video ngày hôm nay cũng sẽ được tải lên trên đó, và tất cả những cái thông tin ở đấy. Đừng cần ngại, nếu mà bạn hãy liên hệ với chúng tôi nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào. Và trong trường hợp bạn quyết định bạn muốn quyên góp cho bảo tháp, here you find all the information. Mình có thể tìm thấy tất cả những cái thông tin để có thể cống hiến cho bảo tháp và chùa và con đường hành hương ở Đức Kim Cương. Cảm ơn các bạn ở đây với chúng tôi. Chúng tôi rất là mong chờ gặp bạn trong 4 tuần tới với kế hoạch tổng thể. Cảm ơn thầy Geshe với tất cả những cái thông tin tuyệt đẹp về bảo tháp trên toàn thế giới và bảo tháp ở Đức Kim Cương. Cảm ơn thầy. Cảm ơn các bạn phiên dịch viên. Especially the translators. Yay, translator. Yeah. Yay. Okay. Okay, bye. Thank you, bye. Cảm ơn các bạn. Bye.